chuyện giữa Thủy Tiên cùng bộ ba đàn em tại sự kiện Việt Nam International Fashion Week 2020 vẫn đang là tâm điểm quan tâm ở khắp các mặt trận mạng xã hội. Bên cạnh nhân vật bị nêm đá tả tơ nhất với hành động kém duyên là hất tóc vào người Thủy Tiên, Linh Chi, thì cả Ninh Dương Lan Ngọc lẫn Ngọc Trinh đều bị vạ lay khi bắt đầu xuất hiện nhiều group anti bộ ba này. Thậm chí nhiều người còn vào tận trang Facebook cá nhân để tấn công. Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc đã và đang chịu những ảnh hưởng tiêu cực rõ ràng nhất sau vụ việc. Bằng chứng là vô số phát ngôn, thái độ của Ninh Dương Lan Ngọc đã bị đào bới lại. Thậm chí một số người còn cho rằng nữ diễn viên cô quý không chào đàn chị. Dù trước đó xuất hiện trong chương trình Chị Em Chúng Mình, cô nàng rất hấn hở khi gặp Thủy Tiên. Bên cạnh đó, những show truyền hình mà nữ diễn viên chính tham gia cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, đơn cử là Bảy Nụ Cười Xuân. Được biết, trong tập phát sóng mới nhất ngày 7 tháng 12, hàng loạt anti-fan đã rủ nhau gắn hashtag đồng loạt kêu gọi tẩy chay Ninh Dương La Ngọc bên dưới thanh bình luận của chương trình như tẩy chay chương trình có Ninh Dương La Ngọc, tẩy chay La Ngọc nha, xin mời chị Ngọc giải trân rời khỏi chương trình này, tẩy chay La Ngọc. Từ nay không coi chương trình này nữa vì có Ninh Dương La Ngọc. Thậm chí trên fanpage chính thức của Bảy Nụ Kỳ Xuân, liên tập mới cũng bị thả icon phẫn nộ một cách đông đảo. Hiện tại bộ ba vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, riêng Ninh Di đã nhanh chóng khóa chế độ bình luận ở cả Facebook lẫn Instagram để tránh công kích. Ninh Dương La Ngọc thì âm âm xóa đi những hình ảnh tại sự kiện ôn màu nói trên, còn Ngọc Trinh dường như không mấy quan tâm đến lầm sừng.